Rồi, chào bé Hân. Chào dạ. Hôm nay anh sẽ đánh đàn cho em nghe một bài của nhạc sĩ Lê Hùng Hà. Anh đàn cho em nghe bài này, xong rồi có mấy cái đoạn solo anh đánh cho em nghe ha. Bài hát yêu em của Lê Hùng Hà ha. Ta không thèm đôi mắt đẹp, ta không